Hai, mọi người thấy gì đây không? Đây là những bông hoa mập đắng á nhá. Đây, đây là hoa mập đắng này. Hoa mập đắng thì nó có màu vàng này. Nhìn nó màu vàng đậm hơn này, nó vàng tươi này, vàng đậm hơn này. Rất chi là vàng. Và một bông hoa thì có 5 cánh, 1, 2, 3, 4, 5 này. Dưới tán lá mập đắng thì có những cái lá mập đắng này. Đó, những cái lá này thì chỉ xanh như nhiều cánh sắc khác nhau. Đó. Và cả cái bông, cả cái này á, thì cả cái lá này gọi là lá chẹt của mập đắng đấy. Màu xanh đúng không, xanh rất là non mơn mởn luôn. Những bông hoa này thì mới nở sáng sớm nay cho những con ong nó đi tìm mật, và hiện tại thì không thấy con ong đâu cả. Đó, các con ong sẽ hút mật ở những cái bông hoa này và thụ phấn cho những cái bông hoa cái. Và trong vườn này thì bông hoa được rất nhiều nhưng mà bông hoa cái thì rất ít. Đây một, đây là những quả mập đắng này. Đó, đây là những quả mập đắng. Quả này nó chín rồi nhưng mà nó bị sâu nên là cái hạt nó màu trắng. À, nó chín nhưng mà bị sâu và kiến ăn nên là cả cái hạt nó bị mất cái lớp vỏ bọc bên ngoài. Đây cũng có này, đây. Đây, quả mập đắng khi nó chín nó sẽ có màu đỏ như thế này á. Đó, mình tách nó ra nhá. Đó, nó màu đỏ đúng không? Đấy, màu đỏ đấy. Quả này nó màu đỏ, màu cam đấy. Mà khi nó chưa chín nó cũng vừa mới ra thì nó màu xanh như thế này đây. Đây, đó, màu xanh. Còn khi nó chuẩn bị ra rồi thì nó màu tím. Và nó, đây là những quả mập đắng con này. Đây, đây cũng có một quả này này. Đó, người thấy không? Cái da mập đắng này, đây là những cái quả non mới ra. Đây, rất nhiều quả. 1, 2, 3, 4 quả. Ít nhất gần đây là mình đã thấy 4 quả này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Những quả mập đắng rất là đẹp đúng không? Đó, nhìn rất là dễ thương. Quả đẹp luôn. Màu me này chứ sắc. Và cả quả mập đắng thì có cả cái. Đây là những quả mập đắng rừng đấy. Thank you.